Và tiếp tục ngay sau đây, thưa quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu Như Ý và Tốp Múa trường Trung học cơ sở Mỹ Đồng với tiết mục Hào Khí Việt Nam. Việt Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng chăm con xây cơ đồ. Thời gian qua khiến dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoa. Biểu diễn của Như Ý và Tốp Múa trường Trung học cơ sở Mỹ Đồng. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa của tất cả quý vị được không ạ? Xin được mời tất cả các bạn sẽ lắng lại sân khấu để ngay bây giờ đây chúng ta cùng nhận lì xì đến từ cô Ngà và cô Doan nhá. Xin mời các cô sẽ trở về sân khấu ạ.
Kính thưa quý vị thân mến, và lì xì đầu năm thì là một cái tục lệ của quê hương chúng ta, để thay cho lời chúc mừng đến từ các cô dành cho các bạn nhỏ ngày hôm nay, để chúc cho các bạn nhỏ sẽ có một năm với thật nhiều những niềm vui. Xin được cảm ơn cô Ngà và cô Doan rất nhiều với phần quà dành cho các em. Xin được cảm ơn chúng ta và mời chúng ta trở về vị trí của mình nha. Một tràng vỗ tay nữa đi ạ.